Lee Hyori sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cô sống cùng bố mẹ và bốn anh chị em. Nguồn thu nhập nuôi sống gia đình cô chỉ dựa vào tiệm hớt tóc vỏn vẹn 26m². Chính tuổi thơ nghèo khó lại trở thành động lực khiến Hyori không ngừng vươn lên để tìm ra lối thoát cho bản thân cũng như gia đình mình. Cô từng làm việc bán thời gian tại một nhà hàng trước khi được phát hiện và tuyển dụng bởi SM Entertainment. Hyori đã có một khoảng thời gian thực tập tại SM, nhưng sau đó cô đổ quân cho DSP Media và ra mắt trong vai trò nhóm trưởng của Fincare. Bắt đầu con đường độc lập đầy thuận lợi. Sau 5 năm hoạt động với Fincare, Lee Hyori bắt đầu sự nghiệp cá nhân với album đầu tay mang tên Stylist phát hành vào mùa thu năm 2003. Tính đến hết năm đó, Stylist đạt doanh số bán ra hơn 140.000 bản theo Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hàn Quốc ghi nhận. Đĩa đơn chủ đề 10 Minutes cũng được đánh giá là bản hit tiêu biểu nhất của Hyori khi càn quét đến 7 giải Daesan, giải thưởng âm nhạc danh giá của xứ sở Kim Chi. Sự thành công của Stylist nhanh chóng đưa tên tuổi của Hyori lên hàng siêu sao của giới giải trí. Cô được yêu mến đến mức giới truyền thông ưu ái gọi với danh xưng hội chứng Hyori. Đầu năm 2005, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong bộ phim truyền hình Three Leaf Clover cùng một số bạn diễn như Ryu Jin, Kim Jung Hwa, Kim Kang Woo và Lee Hoon. Mùa thu năm 2006, Fincare đã dừng hoạt động sau 8 năm ra mắt do các thành viên đều lần lượt rời khỏi DSP Media và tìm đến những bến đỗ mới. Năm 2007, cô tham gia bộ phim thứ hai là If In Love Like Them, đồng thời phát hành ca khúc nhạc phim như một đĩa đơn mới. Trong một khoảng thời gian tạm ngưng những hoạt động âm nhạc, Hyori tham gia vào nhiều chương trình truyền hình với vai trò khác nhau. Đầu tiên, cô trở thành MC cho hai chương trình truyền hình là The Time Machines và Happy Together. Năm 2008, Hyori tham gia một số chương trình truyền hình như Sunshine Plus, Chance hay Family Outing. Album phòng thu thứ ba của cô được phát hành vào tháng 7 năm 2008, lấy tên là It's Hyori's. Album bao gồm 13 ca khúc, bao gồm cả hai đĩa đơn là Sugar Girl and High Meter Beat. It's Hyori's đoạt doanh số bán ra lên tới hơn 100.000 bản và là một trong những album thành công nhất của một nữ nghệ sĩ độc lập tại Hàn Quốc vào năm đó. Hành trình đi tới đỉnh cao sự nghiệp của Lee Hyori. Sau gần 2 năm từ album It's Hyori's, cô trở lại với album tiếp theo với tựa đề X-Logic được phát hành vào khoảng giữa năm 2010. Album có tất cả 14 ca khúc cùng với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ khách mời như Dian Sung, Pippen, Jeon Ji-woon, 4 Minutes, Picas, After School, Gary, Lee Sang và Sangju, Mighty Mouth. Sau gần 2 năm vắng bóng trên đua K-pop, Lee Hyori cùng nghệ sĩ Jung Jiang-hyun bắt đầu thực hiện một chương trình âm nhạc mang tên You and I của Jung Jiang-hyun và Lee Hyori trên SBS. Sau nhiều lần phải lùi thời gian, thì cô chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với album thứ 5 vào giữa năm 2013, album có tên Monodrome. Trước khi ra mắt album chính thức, đĩa đơn đầu tiên nằm trong album được phát hành trước mang tên Miss Korea. Ca khúc mang âm hưởng Retro Jazz được chính Hyori sáng tác cùng với sự trợ giúp của người bạn trai khi đó là nhạc sĩ Lee Sang-sun. Hyori đã trực tiếp chọn ra 30 người phụ nữ không phải là người nổi tiếng mà cô cho là Miss Korea thực sự. Họ đại diện cho mỗi người phụ nữ có tình yêu và lòng tự tôn với bản thân để cùng Hyori biểu diễn buổi hòa nhạc truyền hình SBS Gayo Diazeron 2013. Màn tái xuất thành công với Monodrome đã đem về cho Lee Hyori giải thưởng nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards 2013. Trong cùng năm đó, Hyori đã bí mật tổ chức đám cưới với người bạn trai là nhạc sĩ Lee Sang-sun tại một ngôi nhà nhỏ nằm trên đảo Jeju. Cô không còn hoạt động nhiều trong giới giải trí mà tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình nhiều hơn. Mùa hè năm 2015, Lee Hyori đóng blog, tài khoản Twitter, đồng thời dừng tất cả các hoạt động truyền hình của mình 2 năm để dành thời gian cho bản thân. Cô đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi cho đến cuối năm 2016 và chính thức trở lại giới giải trí với đĩa đơn Seoul, một ca khúc do chính cô sáng tác mang phong cách Electro R&B. Seoul cũng là ca khúc mở màn cho album thứ 6 của cô mang tên Black, bao gồm tất cả 10 bài hát hợp tác được thực hiện cùng với nhạc sĩ Kim Do Hyun, cũng là người tạo ra bản hit huyền thoại 10 Minutes. Mùa hè năm 2017, Lee Hyori cùng chồng đã thực hiện một chương trình truyền hình thực tế mang tên Hyori's Hometown tại chính ngôi nhà nhỏ của mình. Mùa 1 của chương trình đã có sự tham gia của EU, mùa 2 với Juna và Park Bo Gum. Các nhân vật tham gia chương trình sẽ trở thành những nhân viên làm việc tại ngôi nhà nhỏ Hyori Homestay. Tỷ suất người xem của chương trình luôn đạt mức cao, thậm chí tập 9 phát sóng đã lập kỷ lục tỷ suất người xem cao nhất trong số các chương trình tập kỹ của đài GTBC. Hyori sau đó tham gia chương trình Hot Girl With You của đài MBC. Cô cùng với Yoo Ye-suk và Biren đã thành lập một nhóm nhạc dự án mang tên SSAK3. Hyori, Jia-suk và Biren lần lượt có nghệ danh mới là Linda G, B. Dion và Yu Doragon đã phát hành sản phẩm đầu tiên mang tên Peace Again
và nhóm cũng chính thức ra mắt khán giả trên sân khấu của Music Hall. SSAK3 là một dự án đặc biệt thực hiện theo mùa của Hang Out With You. Nhóm thông báo rằng tất cả số tiền thu được từ các bài hát và chương trình quảng bá của họ sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Sau dự án SSAK3, Lee Hyori cũng chia sẻ Jung-hwa, Jesky và Hwasa là những người mà cô muốn cùng tạo ra nhóm nhạc nữ trong mơ của mình. Họ đã thành lập nhóm nhạc Refresh Sister và phát hành đĩa đơn đầu tay Don't Start Me vào mùa thu năm 2020. Thành công nhờ vào sự can đảm khác biệt. Không chỉ bởi những thành tựu mà cô có được trên con đường sự nghiệp, chỗ đứng vững chắc của Lee Hyori trong nền công nghiệp giải trí còn được xây đắp bằng những nỗ lực phá vỡ giới hạn khắt khe dành cho một thần tượng mà ít ai có thể vượt qua. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với việc làm cách nào để nuôi sống bản thân và gia đình, dường như không còn chỗ nào cho những giấc mơ hay hoài bão. Thời gian đầu ra mắt cùng Fincare, Hyori không được đánh giá cao về khả năng âm nhạc. Giọng hát của cô bị đánh giá là yếu và các nhạc sĩ thường phải chỉnh sửa ca khúc cho phù hợp với Hyori. Khi làn sóng K-pop trở nên phổ biến và xu hướng thần tượng được yêu thích thường có vẻ đẹp trong sáng, mong manh, thì Hyori lại sở hữu làn da nâu khỏe khoắn với sắc vóc gợi cảm. Thành công trong việc xây dựng hình tượng cá nhân của Hyori được nhận thấy khi dư luận ưu ái đặt cho cô danh xưng nữ hoàng gợi cảm, mà cho đến hiện tại vẫn không một nghệ sĩ nào có thể vượt qua. Câu chuyện tình ngọt ngào và cái kết đầy viên mãn. Đám cưới bí mật của Lee Hyori và người chồng Lee Sang-sun sau khi được tiết lộ đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Lee Hyori và Lee Sang-sun gặp nhau lần đầu vào năm 2009. Hyori khi ấy đang là ngôi sao hàng đầu của giới giải trí, với danh tiếng vang xa và khối tài sản khổng lồ. Còn Lee Sang-sun chỉ là chàng nghệ sĩ ít tiếng tăm và tận hưởng cuộc sống giản dị. Lee Hyori và Lee Sang-sun tưởng chừng như hai đường thẳng song song, ấy cuối cùng lại tìm thấy điểm chung là tình yêu đối với động vật. Cả hai đều tham gia tình nguyện tại các trung tâm cứu trợ và cũng là cơ duyên đưa hai người đến gần nhau. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã đi đến quyết định tổ chức một lễ cưới giản dị như cái kết viên mãn cho chuyện tình ngọt ngào. Đôi vợ chồng chuyển đến sống tại một căn nhà nhỏ trên đảo Jeju và ít xuất hiện trên truyền hình mà tập trung vun vén cuộc sống hôn nhân. Nhiều người gọi chuyện tình của Hyori là người đẹp và quái vật, nhưng đối với cô, Lee Sang-sun từ lâu đã là người đàn ông đẹp trai nhất. Anh là người mang đến cho cô cảm giác ấm áp và thay đổi quan niệm về hạnh phúc của cô. 7 năm chung sống, Hyori từ nữ hoàng của làng giải trí rũ bỏ hết ánh hào quang để làm người vợ bình thường bên cạnh Lee Sang-sun. Dù không còn hoạt động nhiều trong ngành giải trí, nhưng ngôi vị nữ hoàng K-pop của cô dường như chẳng hề lung lay. Cái tên Hyori là đại diện của thế hệ thần tượng đầu tiên, xứng đáng là tấm gương cho những thế hệ sau này ngưỡng mộ noi theo.